Trời đất ơi, cái xe cái chỗ đậu xe của tôi mà tao cứ để cái xe vô đây hoài mắc mệt luôn. Ngày nào về phải dắt cái xe ra, nhiều cái bất khả muốn nói luôn. Ủa chị ơi, cái này là xe của tôi sao chị dắt ở đâu vậy? Dắt cái gì, cô đậu cái chỗ đậu xe của tôi, Trời ơi, cái tôi chỗ này đi chỗ dắt công ra. cộng mà, đậu xe gì ai đậu chứ được. Công cộng cái gì này, hầm chung cư này tôi đậu cái xe ở chỗ cái khúc này là đó giờ tôi đậu ở đây rồi, mà giờ tự nhiên chị đốt cái xe chị vô chị mới chuyển này chị không biết đúng không? Mà cái này công cộng ai đậu chứ được chị. Công cộng Ngày cái này gì, đậu ở đây nè, cái đậu khác có sao đâu. ủa mắc cười quá. Nhưng mà chỗ của tôi là nó ở chỗ này là tôi chỉ đậu đúng chỗ này thôi. Chị về chị thấy chị cũng phải biết điều ấy, đậu Trời, chỗ chị khác mắc đi. cười quá à. Này công cộng là như này chờ chỗ chị á, chị thôi chị mua hay gì? Trời ơi, nhưng mà tôi đậu ở đây đó tới giờ rồi, nguyên một cái chung cư này ai cũng biết hết trơn á chứ không phải là không biết. Bây Nhưng giờ ngồi đây nói mà hầm xe công cộng chị, công là cộng chị cái mua gì, chỗ đó đi thì cái chỗ đó là xe của chị. không tôi không biết, giờ đậu xe chiếm chỗ xe tôi thì tôi dắt ra thôi chứ mắc cười quá à. Mắc cười ghê, tự nhiên đụng xe người Chị ta ra coi, chị nhắc ra tay coi vô chạy xe người ta vợ. chạy cái gì. Ủa mắc Chạy là cười chị quá, đền được mấy không? tại vì mấy người đậu cái chỗ đậu xe của tôi chứ Mới bộ này là làm tôi cái hả? hầm xe công cộng ai đậu chứ được. Công cộng, nhưng mà vấn đề là cái chỗ này tôi đậu từ đó tới giờ mấy năm trời tôi đậu ở đây rồi chứ không phải tôi mới đậu ở đây nữa. Chị mới vô chị không biết chị cũng phải hỏi để ý đồ đi chơi chứ. Nhưng mà Chị ra chị coi dắt, nhưng mà chị dắt xe người ta chạy thì sao? chạy nè, coi có miếng chạy nào không, không có một miếng chạy nào hết trơn á, đừng có ở Ủa đó ai nữa. biết được là nó chạy thôi, ai ai biết được mà rồi. Thôi đi mấy, đừng nói chuyện kiểu đó, đi chỗ khác dắt ra rồi tôi dắt cái xe tôi vô coi. Từ từ với chị ơi, chị để xe đây có ai làm gì chị đâu. Nhưng mà tôi cái chỗ này không phải chỗ đậu xe của tôi bình thường tôi để ở đây là tôi quen Mà ở tôi đây thích để đó rồi. rồi sao? Nhưng mà chị mắc cười quá à, chị vô sao chị phải cái biết là tôi đậu cái xe tôi đây đó giờ thì chị phải né ra chứ. Ngày nào mà tôi để ý mấy lần rồi đó, lần nào cũng vậy nha, tôi về là cái xe nào cứ đút vô đó Nhưng mà cái này công cộng có phải chỗ đó ghi tên chị đâu mà chị phải đòi hỏi dữ vậy? không ghi tên, nhưng mà mình nhìn vô mình cũng biết là chỗ đó tôi đậu đó giờ Ủa tôi nhìn biết vô ghê sao mà biết chứ. được chị ghi tên hay gì, chị mua đó hay gì? Ủa mắc cười quá à, cái xe tôi đậu đó giờ ở đây rồi, ngày nào vô cũng thấy xe tôi Là đậu vì tôi đó. không thấy, tôi thấy trống chỗ thì tôi vô thôi. Đây Thì tôi giờ mới thấy trong rồi thì bây mà. giờ tôi đẩy ra trống chỗ tôi đẩy xe vô Ủa là chị mắc chị cho cười phép. quá à. Xe người ta chị Mắc như cười thế cái gì, lâu vậy? ủa mắc cô ấy mắc cười á, chiếm chỗ xe đậu Mà xe chị của vô người ta trễ thì chị để ngoài đi. mà để ngoài mấy cái xe khác nó chạy vô nó chạy xe tôi Ủa ai thì chị dắt đền. xe ra nóng chè xe tôi ai đền? Ủa mắc cười quá, thì xe này xe của cô thì cô tự chịu chứ hỏi Nhưng vậy mà tôi trời. đi trước thì tôi đậu đó thôi có sao đâu. Nhưng mà tôi nói gọi cái chỗ đậu xe của tôi từ hồi đó tới bây giờ, cô vô cô lấy cái chỗ đậu xe của tôi rồi bây giờ tôi phải đẩy thì tôi đẩy cái xe tôi ra thôi, Nhưng chuyện mà đương cái này nhiên là mà. chỗ công cộng, nó trống chỗ thì tôi vô Công thôi, cộng chị gì, để chỗ khác không được hay gì, đầy chỗ ra kìa. không nhưng mà chỗ này chỗ tôi đậu đó giờ, chị mắc cười quá à. Thì Vậy sao chị không đậu chỗ khác đi mà chị cứ lúc vô lỗ này chị đậu của tôi tôi thấy vậy? chỗ này trống tôi vô thôi, chị mắc cười Thôi quá mắc cười à. quá, đi ra chỗ khác, đi chỗ Chạy khác xe này, người ta thì đụng gì vậy trời? đi chỗ khác tôi dắt cái xe chị ra. Còn không hai mươi mốt rồi tôi thấy cái xe này ở đâu thì tôi dắt ra đường luôn cho anh tạm bắt mất, tôi cho Trời, chị chị biết mắc cười, bảo vệ nó cũng tôi không thấy gì vậy. thấy cái gì. Chị làm gì không ý tứ, chỗ người ta đậu đó giờ không Nhưng đi mà cái này công cộng mà chị, bảo vệ chị mua chỗ đó đi thì chị đậu đó, ai nói gì đâu. công cộng cái gì, công cộng nhưng mà mình cũng phải có ý tứ một xíu. Mình thấy người ta đậu ở đó thì thôi mình biết chỗ đó, mình bị dắt xe ra mấy lần rồi mình cũng phải biết chứ. Thằng này cứ ngày nào cũng vô đậu À mà. chị là cái người dắt xe tôi hay dắt cái gì? Ừ chứ gì nữa, chú có đậu chỗ đậu xe của tôi bị dắt xe chứ làm sao. Trời, Cười người ghê. vô văn hóa. Đợt Không đi mà ra nó chỗ khác, đi chỗ tôi dắt cái xe tôi vô, tự nhiên ngồi cười đây tôi ra. phải mắc gì phải đôi coi. Chị đi cái chỗ này, chị đi cái Chạy chỗ khác xe coi. người ta Trời làm cái ơi, gì vậy chạy trời? là chuyện của chị chứ, mắc cười quá. Tôi dắt cái xe tôi vô, chị đi cái chỗ khác coi, tôi dắt cái xe tôi vô Mắc cười quá à. nè. Chỗ này Nghe chỗ coi, công công cộng chứ không phải gì đâu mà chị đòi hỏi đây. tôi không biết Khi chỗ nào mà này chị tôi, mua cái chỗ đó đi thì chị mới được dắt vô. ủa mắc gì tôi phải mua chỗ này, tôi đậu đây đó giờ là nó gọi là của tôi rồi, nó không có cái, cô không có lại Là chị gì bỏ hết tiền ra chị mua đó hay gì? Đó chỗ đó của chị. mà tôi đậu đây đó giờ rồi, nguyên cái chung cư này ai cũng biết hết đó, có mình Rồi. chị Ừ, biết chứ tôi không thôi. biết á.